Xin kính chào quý anh chị. Hôm nay quay trở lại, Huy đang ở ngay thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương quý chị ha. Huy sẽ cập nhật đến quý anh chị tiến độ của dự án Golden Center City, một trong những khu đô thị điển hình của được Kim Anh Group triển khai tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và qua những hình ảnh thực tế tại khu đô thị này thì Huy cũng muốn nói lên một cái một cho quý vị thấy tổng quan về một cái khu đô thị khi hình thành nó sẽ đẹp như thế nào đó, về các mẫu nhà xây liên kế và các trục đường, các hàng cây xanh đó được nó tạo lên cái vẻ mỹ quan đẹp cho khu đô thị. Thì hiện tại chúng ta đang di chuyển song song với mặt tiền quốc lộ 13 của anh chị, phía bên dưới đó là những cái dãy shop house tại mặt tiền quốc lộ 13 của dự án Golden Center City. Như quý vị thấy đó, dân cư xung quanh rất là hiện hiện hữu đông đúc quý vị ha. Đây một một góc cây khác tại mặt tiền dự án Golden Center City và quốc lộ 13, xe cộ di chuyển rất là đông đúc. Đại lộ Bình Dương hay quốc lộ 13 đây là trục giao thông huyết mạch, giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của Bình Dương quý vị ha. Nó đảm bảo việc kết nối thông suốt từ Bình Dương đi đến thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cũng như Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Đây là trục đường giao thông huyết mạch. Và một thông tin mới rất vui cho thị xã Bến Cát quý anh chị, vừa rồi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đồng ý để về việc chủ trương xin để thị xã Bến Cát lên cấp thành phố quý chị ha. Tọa lạc tại một cái vị trí rất là đắc địa ngay mặt tiền quốc lộ 13, nhưng cái mức giá mà hiện tại thấp nhất trong dự án Golden Center City chỉ từ 1 tỷ 150 triệu một nền, quý vị, khoảng 90 mét vuông, thổ cư 100%. Nó hạ tầng đồng bộ, nó điện âm nước thủy cục, nó hệ thống viễn thông đầy đủ. Dân cư xung quanh rất là đông đúc, tất ba xung quanh trong vòng bán kính từng 1 km đổ lại là đầy đủ các tiện ích quý anh chị, như trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm. Và đây là cái hình ảnh thực tế của những dãy shop house mặt tiền quốc lộ 13 của anh chị. Huy đang di chuyển cho quý anh chị thấy những căn nhà shop house ở đây được xây dựng một trệt hai lầu đồng bộ với nhau, và cũng như về chiều cao khoảng lùi đó, nó tạo lên một cái vẻ mỹ quan rất là đẹp cho khu đô thị. Ở dự án Golden Center City này, những cái hàng cây ngay trục chính với trục mặt tiền được trồng những cái hàng cầu vua quý vị ha, nhìn rất là đẹp. Như quý anh chị thấy đó, có ngân hàng rồi các văn phòng của công ty bất động sản hay rất là, với lại buôn bán và thức ăn rất là nhiều. Đây là những hình ảnh thực tế trong nội khu của dự án Golden Center City quý anh chị. Đây là trục chính của dự án Golden Center City của chị ha. Chúng ta đang di chuyển từ phía bên trong dự án ra quốc lộ 13. Bên tay phải của quý anh chị đó là khu vực mà chợ Bến Cát 2 đã được chủ đầu tư triển khai xây dựng. Cảm ơn quý anh chị đã xem video nhé. Nếu thích video thì đừng quên cho Huy một like. Quý anh chị chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video tiếp theo của Huy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.